khỏe này. Đấy. Mức độ hài lòng này, nhu cầu được đáp ứng này. Đấy. Mức độ quan tâm và tần suất này, đúng không? Chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe này. Đấy. Thế thì đối với lại cái nhu cầu này nhá, cái nhu cầu này nó làm cái, nó là một cái biến mà nó trong đó nó chứa rất là nhiều thứ. Đấy. Thì lúc nãy tôi vừa nói đấy, cái biến outcome nó nên là một cái thứ gì đấy nó rất là cụ thể thôi. Còn cái nhu cầu này nó liên quan đến rất là nhiều thứ ở trong này. Thế thì kinh nghiệm để mà em có thể lựa chọn cái đề tài này này thì em đừng có sử dụng cái từ nhu cầu. Em có thể lựa chọn là cái này này, cái mức độ hài lòng này này. Thì em tìm hiểu là cái mức độ hài lòng và một số yếu tố liên quan của những cái người gì đấy, của cái bệnh nhân ấy của em. Thế thì mình sẽ khư trú được cho cái biến outcome. Còn khi em nói về nhu cầu thì nhu cầu nó nhiều thứ lắm. Bây giờ hỏi mẹ nhu cầu của ông là gì? Đúng không? Trong lớp này bây giờ hỏi nhu cầu của các ông là cái gì? Thì nhu cầu của ông mẹ cả tỷ thứ, đúng không nhỉ? Đấy. Các ông hiểu không nhỉ? Nhu cầu của các ông là tỷ thứ. Đấy. Nhu cầu được đáp ứng này, ăn mít nít này, thứ rất là nhiều. Ngay cả cái nhu cầu về ăn mít nít này này, là nhu cầu chưa được đáp ứng ấy, nó bao gồm nhiều thứ lắm, khó khăn đi lại, chi phí cao thứ này, đúng không? Bây giờ mình hỏi nó nâng cao hơn chút nhé. Các bạn ơi, vẫn muốn học chứ hả? Học nữa không? Để tôi rót cốc nước cái nhá. Các bạn nào muốn học nữa đánh số 1 cái. Để tôi rót cốc nước cái, tôi lại quay lại. Rồi, ok, cho tôi xin số 1 nào các ông. Vẫn còn tỉnh táo đánh số 1 tôi xem nào. Okay. Để tôi hướng dẫn tiếp các bạn phát nữa. Okay. Các bạn thấy nhá, đến chỗ này nhá, để các bạn thấy là nếu mà mình có kinh nghiệm ấy, thì mình có thể gọi là bóc tách rồi thì mình có thể định hướng một cách rất là dễ dàng, đúng không nhỉ? Bởi vì tôi có rất là nhiều kinh nghiệm rồi nên là tôi biết được những cái thứ này rồi thì tôi mới chỉ cho các bạn. Thế còn nếu mà giả sử như ngày xưa tôi cũng giống các bạn, thì nó nói cái gì mình nghe cái đấy và mình không hiểu được, mình cứ lùng bùng, không biết là vấn đề nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu nó là cái gì, không biết biến outcome là cái gì. Nghe biến outcome thì đôi khi mình bảo biến outcome nó là biến outcome, nhưng mà mình không hiểu cái ý nghĩa và cái cách sử dụng nó như thế nào thì nó rất là dở, đúng không? Thế thì bây giờ các bạn học với tôi ở đây thì các bạn đã hiểu rõ cái điều đấy một tí rồi, đúng không? Lơ tơ mơ một tí rồi, đúng không? Thì mình hiểu là gì, là nó phải là một cái thứ gì đấy, nó phải dạng một cái dạng biến số gì đấy chẳng hạn. Đấy, ví dụ như này này, ví dụ như tần suất sử dụng sức khỏe, đúng không? Mình có thể đo lường được, đúng không? Đo lường là một tuần họ dùng bao nhiêu. Đấy, và cái cách thu thập là mình dùng bảng hỏi này, đúng không? Hoặc là mình sử dụng cái ghi chép tại cái trạm y tế đấy, đúng không? Xem là một tuần họ đến mấy lần, một tháng họ đến mấy lần chẳng hạn, kiểu thế, hoặc một năm họ đến mấy lần, kiểu thế, đúng không? Đấy là tần suất sử dụng đấy. Đấy. Tần suất sử dụng nó liên quan đến cái nhu cầu, tức là họ có nhu cầu thì họ mới đến cái cơ sở y tế họ khám bệnh, đúng không? Đấy thì đấy là nhu cầu đấy gì nữa, đúng không? Nhu cầu sử dụng dịch vụ ấy, đúng không? Đấy. Thế còn là gì? Liên quan đến mức độ hài lòng, đúng không? Kiểu kiểu đấy. Rồi bây giờ tôi hướng dẫn các bạn thêm một cái này. Thế giả sử chúng ta rơi về tình huống như này. Đấy. Và chúng ta lựa chọn ở trên, chúng ta cũng thấy lơ tơ mơ không đâu cả. Và bây giờ giả sử như là bây giờ nghe ngóng ở đâu đấy đi học các thầy cô, thì các thầy cô bảo phải thang đo, đúng không nhỉ? Nhiều khi mình bảo thang đo, thế nhiều ông cứ thích thang đo, trong đầu cứ thang đo. Thế thì bây giờ cái câu hỏi là gì? Là mình dùng thang đo nào? Dùng thang đo nào? Đấy, câu hỏi thứ nhất là dùng thang đo nào? Và thứ hai là nếu mình lựa chọn được cái thang đo đấy thì mình sẽ đo thực tế là như nào? Sau đó mình tính ra kết quả như nào? Đấy, căng phết đấy, đúng không? Thế thì đến bây giờ mình sẽ trả lời từng câu hỏi một nhé. Thì mình hỏi là gì? Hãy cho tôi biết, hãy gợi ý nhé, hãy gợi ý cho tôi một số thang đo nhé, Đấy. Hỏi nó thẳng luôn, một số thang đo về nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhé. Đấy. Hỏi luôn nhé. Mình cứ đi từng bước như vậy thì mình sẽ gỡ được ra, hiểu không? Đấy. Đấy. Là thang đo nhu cầu chăm sóc sức khỏe tổng quát, được chưa? Đấy. Thang đo về ăn mít nít, đúng không? Đấy. thang đo về chất lượng cuộc sống. Đấy, mình sử dụng các thang đo này, bao gồm là EQ5D và short form 36 này. Thang đo nhu cầu chăm sóc y tế tại nhà, đúng không? Đấy. Thang đo nhu cầu hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tinh thần, đúng không? Thang đo nhu cầu chăm sóc sức khỏe dự phòng. Đấy. Nhu cầu nó nhiều thứ lắm, đúng không? Và mỗi cái này thì có thể là có các cái thang đo, đúng không? Đấy. Và nếu mà giả sử như là mình có thể hỏi nó, có thể đúng, có thể nó biết, có thể không biết. Mình cứ thử hỏi xem nó có biết không. Hãy viết lại nhé, viết lại. Đồng thời và cung cấp thông tin về việc thang đo, việc từng thang đo nhé, từng thang đo đã thông tin về, ví dụ như về tác giả nhé, tác giả này, và việc chuẩn hóa thang đo tại Việt Nam. Đối với từng thang đo ở trên, đúng không? Ở trên. Đấy. Tức là ý ở đây tôi yêu cầu nó là cung cấp thông tin về tác giả của cái thang đo đấy, đúng không? Các ông làm nghiên cứu về thang đo cũng phải biết tác giả, đúng không? Xem tác giả là ai. Và thứ hai là chuẩn hóa thang đo. Và sau đó thì nó sẽ viết lại cho mình. Đấy. Thế thì mình đây là gợi ý nhá. Thế xong về sau các bạn phải tìm thực tế xem là thực như vậy không, hay là đôi khi nó viết lăng nhăng, đúng không? Đấy. Đấy, thang đo nhu cầu chăm sóc sức khỏe này thường không thuộc về tác giả cụ thể nào. Đấy. Chuẩn hóa Việt Nam chưa có thang đo chung chuẩn hóa. Đấy. Các nghiên cứu tại Việt Nam thường tự thiết kế thang đo phù hợp. Hiểu chưa nhỉ? Thấy hay không? Hay không? Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.